của Super Tate. Và hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn về game Sonic 2. Game này mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở các video trước đây rồi. Và hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn bên trong game Sonic 2 là những điều kiện để đánh bại một con tướng thứ 6 và cũng là con tướng mạnh nhất của Titan, đó là Shogun. Shogun tức là ám chỉ về một tướng võ sĩ, tức là samurai á. Nên Shogun này là xuất hiện ở chương 6 Iron Ring. Đó. Nên bố này là một samurai á. Theo như cái lời giới thiệu đầu của game là Shogun chính là thủ phạm đã đốt cháy ngôi làng ngày tại cái bức ảnh của chương 6 á. Có một ngôi làng đang bị bốc cháy á, và Shogun và những tên thủ lĩnh và những tên tướng của nó đã đốt cháy ngôi làng đó và làm cho người dân phải bị thiệt mạng. Đó, theo những câu chuyện là vậy. Và cho nên một thì mình thấy là con bố này khó mà đánh bại được. Bởi vì không chỉ vậy, mình thấy tên bố này sở hữu một năng lực mà tất cả các con bố trước đây mình đã từng đánh bại chưa hề có. Đó là khả năng phân thân kêu đàn em của mình giúp đỡ. Nghĩa là kêu một thằng của nó, tức là một Shogun của Shogun, nghĩa là hai Shogun lận, một Shogun đang đấu với mình, một thằng Shogun xuất hiện và đánh mình lại, nó làm cho mình dễ bị thua trận hơn, cho nên tên bố này khó mà đánh bại được. Nhưng mà nhờ vào cái phần mềm ghi màn hình á, cho nên cái việc đánh bại nó sẽ dễ dàng hơn. Bạn nào mà coi hướng dẫn đánh bại Pacha là do không có phần mềm ghi màn hình á, cho nên khó mà đánh bại được nó. Vì thế mình mới chơi không, mình nằm lên giường mình bấm điện thoại, mình mới đánh bại được nó lận. Video cũng vậy, Hobbit và Lick cũng vậy. Lúc đó mình nghĩ rằng là nếu mà quay theo cái định theo mấy cách thông thường như mấy video trước á thì cũng có khả năng cao là mình sẽ thua. Cho nên việc đánh những con boss khác là trở nên dễ dàng hơn. Rồi mình không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trận và chỉ cho các bạn một số thông tin để đánh bại được Shogun. Đó. Và trước khi bắt đầu làm video, mình muốn gửi lời làm ơn cho các bạn là hãy đăng ký cả hai kênh của mình, kênh Super Tate Channel Trương và cả kênh Đại Vương Tate Vlogger của mình nữa, cả hai kênh á. Hiện tại nó vẫn chưa phát triển nhiều lắm. Trước đây kênh Super Tate Channel Trương á là số người tăng này đăng ký nó cứ tăng bọt lên, nhưng cuối cùng đến bây giờ vẫn chưa có thay đổi gì mới cả. Còn kênh Đại Vương Tate Vlogger mới làm được cách đây có mấy ngày cho nên nó vẫn chưa phát triển gì nhiều. Nhưng mà những video game là mình đã làm hết sức của mình rồi, thời lượng nó cũng đã dài hơn nên cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà hiện tại hai kênh nó của mình vẫn chưa có tiến triển gì. Thôi nữa cả hai kênh mình do những ý tưởng khác là do mình nghĩ ra. Còn cái kênh cũ của mình là cũng có một số video nhờ do phần comment của những bạn mình đăng ký kênh mình nói cho mình, và mình đã làm như là cái video thông báo cho những ai xem kênh của mình phần bộ ba, là có người nói là muốn làm mình làm video mà, cho nên trước đó mình đã nên sau đó mình đã làm đó. Cho nên vì thế mà bạn nào nếu mà thấy ý tưởng của mình, nếu bạn nào có ý tưởng hay là có phàn nàn gì về những video của mình hay là kênh á, thì các bạn hãy để lại comment nha. Like, share, sub và ấn chuông là công việc cực kỳ cần thiết đối với cả hai kênh của mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lên Sonic 5 và cho một trận sinh tử dưới cái thằng boss Shogun đó. Thật sự cái thằng đó trước đây mình đã đánh thắng nó rồi, nhưng mà trước đó mình đã bị thua trận bong cực kỳ thảm bại.
thật sự là cái tên bố này là không dễ bị đánh bại như các bạn làm tưởng đâu. Nó còn mạnh hơn cả Lich, Hermit, Butcher, Vash và Vido. Rồi, ok, trước khi bắt đầu vào thì mình sẽ nói một số khả năng đặc biệt của từng bố nha. Đầu tiên là Lich. Lich có khả năng tàng hình. Sau khi mình đánh bại Lich ở bên đầu tiên thì nó có, thì đến bên thứ hai nó sẽ có khả năng tàng hình. Thế mình thấy hình như là nó có thể tàng hình trong 15 giây. Thế mình tính là vậy. Còn đối với lão Hermit, ông lão già nhất và cũng là người cực kỳ danh lợi nhất trong team boss. Sau khi đánh bại ông ở màn thứ nhất, đến màn thứ hai là ông ta có một khả năng cực kỳ ba đạo. Đó là nhờ vào trời tạo ra sấm sét giáng xuống để nó làm cho chúng ta bị tấn công ở trên ở phía trên. Thực sự là khả năng này cũng không tồi. Rồi tiếp là Butcher. Sau khi mình đánh bại Butcher ở màn đầu tiên thì nó có khả năng ở màn thứ hai, đó là tạo ra cơn động đất. Nó nhảy lên xong rồi giẫm xuống cái nó tạo ra cơn động đất. Khả năng này hoàn toàn giống với Fungus trong trận chiến tận cùng của thế giới Underworld. Nếu bạn nào chưa biết thì các bạn hãy vào ấn cái nút cổng của Underworld, các bạn ấn xuống là sẽ gặp trận và các bạn sẽ vào tìm thấy Fungus và các bạn vào trong đó. Những người bạn chơi online với mình với các bạn sẽ đánh cùng với bạn cùng đánh bại những con boss ở tận cùng thế giới. Tiếp theo là Wash. Nó khả năng của nó chính là khả năng đứng lên hàng rào của sân đấu. Nó sẽ phóng ra, nó cầm theo cái giáo, nó sẽ chỉ ra đằng trước, sau đó nó xoay, xong rồi nó đâm vô mình. Nhưng mà theo mình thấy là cái đòn này là dễ tránh, giống như là Hermit hay là Butcher. Cái của quá mà là chúng ta chỉ cần cúi xuống hoặc là chúng ta lộn ra đằng trước hoặc là lộn ra đằng sau. Butcher thì chúng ta chỉ cần nhảy lên ngay trước khi nó giẫm xuống. Còn hôm ấy đó là khi các bạn phải lắc ra những cái tia sét nó trước khi nó giáng xuống, mình phải lắc ngay lập tức. Rồi sau đó để vô hiệu hóa đó, đó là các bạn phải tấn công Hermit. Và tiếp theo là video mà là đến, nếu mà các bạn đánh thắng màn thứ nhất là đến màn thứ hai là video có khả năng dịch chuyển tức thời. Điều này hoàn toàn cực kỳ rất giống như một Crispy Pasta, đó là Slenderman có khả năng dịch chuyển tức thời. Khả năng này là mình đã nói ở cái video đó rồi, cho mình không nhắc lại nữa. Khả năng này thật sự là cực kỳ dễ tránh, cực kỳ luôn. Các bạn chỉ cần lộn qua trước khi nó xuất hiện, hoặc là các bạn có thể nhảy Santo ra đằng sau để tránh nó. Và một cách nữa là các bạn phải đánh nó ngay trước khi nó sử dụng một tiền ký chỉ chỉ thôi. Còn số game mình chỉ mẹ luôn, không nói thêm một lần nào nữa. Ok, chỉ vì lời giới thiệu từ những tiền ký đặc biệt của bọn nó đã tốn hết biết bao nhiêu thời gian mình làm video này rồi. Really, nigga. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trận đấu luôn, không lại nhảy một lần nào nữa. 8 phút xạo chó của mình mệt quá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lên Sonic Prime cho các bạn xem trận đấu nha. Rồi các bạn chờ chút nha, mình sẽ lên liền. Ok, sau một phút xạo chó của mình thì bây giờ mình mới lên được cái trò Sonic Prime. Nhưng tiếc là nó lâu quá. Ok, mình nãy giờ xạo chó mệt quá. Rồi, bây giờ vì mình còn là chơi, rồi mình sẽ trước khi bắt đầu cho các bạn giới thiệu một số vũ khí phục vụ cho việc đánh bại Shogun á. Mình sẽ lấy kim cương thông qua việc mình đạt những kỷ lục mới. Kỷ lục mới của mình là professional, nghĩa là đánh bại cái trận tournament ở chương 6 theo là
Sunstroke là va màng sinh tồn ở chương 6. Chúng ta là hai kim cương. Giờ bây giờ mình sẽ giới thiệu đồ cho việc đánh bại Shogun đây. Đầu tiên nha là chúng ta cần một món vũ khí, đó là Platonpha. Chiếc này chính là mẫu làm lại của mẫu Cytopha ở chương 2, chương của lão Hermes đó. Này cũng cách cách tạo đó hoàn toàn chuẩn xác với Cytopha của chương 2, nhưng chỉ khác một điều đó là ở phần trán của gậy của Tonpha nó được gắn thêm hai lưỡi dao để tăng độ sát thương cho vũ khí. Ngoài ra còn có một số điểm khác biệt nữa. Giờ tiếp theo đây, áo giáp. Áo giáp đó là Dekubuck, nghĩa là mình cũng không biết nghĩa nó sao, thôi mình tạm dịch đó là bộ giáp chết chóc. Bởi mình không biết, nhưng mà theo mình đoán là do cái tên đề mắc ra, bởi vì nó có ba phần đầu lâu ở trên đây hiển thị cho địa ngục, nghĩa là chết chóc, cho nên mình thấy tên của nó như vậy là hợp lý lắm rồi đó. Không chỉ vậy, một bộ giáp đâu mà chúng ta được tặng, chúng ta được thêm một bộ áo giáp nữa, đó là Banshee Cry. Cry tức là khóc. Banshee mà có dấu S chính là từ để ám chỉ một cái tên nào đó, cho mình thấy hình như là tiếng khóc của Banshee nghe là hình lạ lắm phải không. Khả năng đặc biệt của nó là Frenzy, nghĩa là làm tăng sát thương cho món vũ khí. Tiếp theo là mũ nha. Mũ là Svantarkon. Nhìn hình dáng này thì nhìn khá giống đầu của một cái ông già, nhưng chỉ có điều là bóc luôn cái mặt. Đó, do có phần đuôi tóc ở đằng sau này dài xuống giống như tóc của ông bột vậy. Hơi bắt cứ ừ vậy. Thậm chí chúng ta cũng được tặng kèm thêm không chỉ vậy, chúng ta có thêm một bộ mũ nữa là Imperial Plum, nhìn khá giống với lại một cái chiếc một cái giáp mặt giống như những hiệp sĩ vậy, thì giống hiệp sĩ thời La Mã vậy. À quên, mình chưa có mẹ xem khả năng của nó nữa mà. Khả năng của nó là Shielding khả năng có nghĩa là giúp chúng ta giảm được sát thương trong 75% trong 7 giây sau phải có hơi quá ngắn. Chiến Karam, chiến bộ phi tiêu này mà giờ vẫn chưa có, bây giờ mình mua luôn. Giá là 9.150.000, khá mắc á, thời gian không lâu nữa. Ok, đó về mấy món đó mình đã giới thiệu rồi. À còn quả cầu phép thuật nữa là quả tơ bồn, nghĩa là quả cầu nước đang ở cấp 35, nhưng mà thông kệ mà không nâng cấp nó, khả năng mình làm cho nó là frenzy. Nó hoàn toàn khá giống với lại nó hoàn toàn khá giống với bộ giáp Banshee Cry, cũng có khả năng frenzy như cái này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trận đây. Rồi, đây, dọn thay đến mình mà đã hoàn thành rồi. Giờ mà Shogun mà đã đánh bại hết những con tướng rồi. Đó,
và trận thử thách á là chỉ có một chỉ còn lại một trận thôi, và mình sẽ chơi luôn. Đây là đối thủ của bạn sẽ giảm máu trên thời gian mình không biết nữa. Sau khi mình vô đại trận vô đại luôn. Arrow tức là mũi tên. Ở giờ tên mũi tên cho nên nó sử dụng Silver Yari là gì? Silver Spear là đúng. Mũi tên là phần đầu đầu mũi tên này thường bằng bạc, cho nên sử dụng món dự kiến này là hợp lý đó. Bắt đầu vào trận nào. Thua rồi, chỉ còn tí máu thôi là nó thua mình thắng rồi. Nhưng không ngờ trong tới cái đường mày mạnh đến cỡ đó luôn á. Francina mày nhớ nè, quả nữa dạ yeah, mình thắng. Cho nên cho mình thấy là hơi dễ, mặc dù là sắp gọi là impossible, tức là bất khả thi á. Chỉ cái một quả cầu năng, một quả cầu phép, một quả cầu nước thôi mà mình đã thua. Mình lại thua con gái à. Mình lại để thua một tay của một bà con gái là hơi nhục á. Really, nigga? Ok, mình sẽ giết nó. Chỉ nó một cách giả mang nhất. Chỉ có tội hành hạ đàn ông ngay cái lần gặp đầu tiên. Để cho nó một trận. Cho mày nhớ nè, hành hạ mày với cách tàn bạo nhất. Hành hạ mày với cách. Tàn bạo nhất là phải chơi gớp luôn, cho mày sợ. Mình đã chui xuống, mình đã lộn xuống rồi mà sao lại? Chừng đá thôi. Giáng một đòn nè. Giáng một đòn. Dán một đòn. Yeah, thắng rồi. Aha, đạt chiến lược mới, Master. Đó là ông chủ, hoặc là Boss. Này là vậy. Bạn nào mà tải Google Play á, là nó sẽ hiện ra cái là dòng chữ là mở khóa thành tích, và nó sẽ hiện ra cái hình ảnh thành tích các bạn đạt được.
Ok, vậy là trận này mình đã xong xuôi rồi. Ok, bây giờ lần sau là mình sẽ làm một video là hướng dẫn đánh bại Shogun cái lần gặp sinh mệnh đối giữa mình và nó, để xem thằng nào nhát gan hơn. Ok, và sau khi chúng ta đánh bại được Shogun là chúng ta sẽ qua được một cái màn mới, nhưng mà không phải là một cái chương mới mà là một cái trận đấu mới ngay tại cái cánh cổng này. Cái cổng này tên là Gates of Shadow, nghĩa là những cái cổng của bóng tối, những cái cổng, những cánh cổng bóng tối, như vậy là vậy. Trên cái cánh cổng này là có hình ảnh của một samurai đang giữ kiếm, và lưỡi kiếm đang cắm nó xuống đất, và cái lưỡi kiếm đó được cắm xuống đất ngay chính giữa cái cổng, cánh cổng, và hai bên được bao quanh bởi những tảng đá khổng lồ. Đó, và những tảng đá này bay lơ lửng trên đây. Và mình sẽ giới thiệu luôn cái trận đấu Underworld. Trận này là phải dùng đến internet mới vào chơi được. Đây. Đặt tên nha. Ok, chơi luôn. THT. Ok. Ghi nè. Chúng ta sẽ nhận được năm cái chìa khóa để vào trận Volcano. Để vào được trận phân kết á, là các bạn phải đánh bại được Volcano rồi mới nhận được cái chìa khóa để vào trận Megalith, và cuối cùng mới đến trận phân kết. Nếu mà lên cái cấp 3 là các bạn sẽ mở khóa được trận của Vantage ở Underworld. Tiếp 2 là chúng ta sẽ có được trận của Phantom, Ancient, Akos. Cái combo hoa sen này có những dòng chữ phát âm nghe gần giống như tiếng Việt. Hoa sen, nghĩa là hoa sen á, nhìn khá giống. Và xuống cái Unrobot 3, chúng ta sẽ có được hai cái trận mới, đó là Cancer và Dracana. Đó, và những con quỷ toàn là đến từ địa ngục không mà cấu quá. Rồi, ok. Đó, xong rồi mình sẽ làm về một trận đấu giữa mình và Shogun. Rồi, ok. Video này đã kết thúc rồi. Nếu mà nào thấy hay thì hãy để lại cái độ nợ nó. Nếu mà nào thấy hay thì hãy để lại comment, like, share, sub và ấn nút chuông để tạo thêm nguồn động lực cực kỳ để tạo thêm nguồn động lực vô tận từ các bạn để mình làm một cái video hay hơn nữa. Rồi, ok. Giờ mình sẽ tạm biệt các bạn ngay tại đây thôi. Lần sau mình sẽ quay trở lại với trận đấu sinh mệnh giữa nó và hắn, giữa mình và hắn chứ. Rồi.